trên bàn thờ gia tiên có mấy bát hương là chuẩn. Để lý giải cặn kẽ hơn về việc trên bàn thờ nên có mấy bát hương là đủ, ta cần tìm hiểu về gốc rễ của vấn đề. Điều đầu tiên nên biết đó chính là tại sao ở chúng ta cần phải thờ cúng. Người ta thường nói đất có thổ công, sông có hà bá. Xét về tâm linh thì cai quản đất của một nhà là các quan thần linh. Nếu đất mà không có các quan thần linh cai quản hoặc các quan thần linh không thiêng thì các vong vãng lai sẽ chiếm giữ lô đất đó. Vì thế, theo truyền thống, chúng ta lập ban thờ và thờ các quan thì các quan ngự địa phận vị trí đó để các thần linh cai quản trông nom cho nhà cửa an yên. Các quan mà thiêng sẽ không có vong vãng lai nào vào lô đất được. Theo tâm linh thì phòng thờ là không gian làm việc, nơi ngự của người âm. Ban thờ chính là bàn làm việc, là nơi ăn, là nơi nghỉ ngơi của người âm. Đó còn là nơi tưởng nhớ tới gia tiên để con cháu nội tộc con dâu rể mới cưới về thắp hương còn biết tới những người trong dòng tộc của mình, còn biết tổ tiên ông bà mình là ai hay những người mất trẻ trong dòng họ là ai. Qua đó để giáo dục thế hệ con cháu biết báo hiếu tổ tiên, giáo dục về cội nguồn, lòng hiếu thảo, sống có lễ nghĩa. Ý nghĩa của bát hương trong văn hóa thờ cúng. Từ xưa tới nay, bát hương luôn là vật thờ thiêng liêng và gắn bó với tâm thức người Việt và có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng văn hóa thờ cúng tổ tiên, trong việc thể hiện lòng biết ơn, thành kính của con cháu với tổ tiên. Bát hương như đại diện cho lời mời gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ bày tỏ lòng biết ơn thành kính của con cháu. Người xưa quan niệm rằng qua cách trưng bày bàn thờ gia tiên, bát hương có thể đánh giá gia cảnh, sự quan tâm thành khẩn của gia chủ. Bàn thờ đầy đủ các vật thờ và được bố trí gọn gàng sẽ thu hút vượng khí, tiền tài ấm êm cho gia đình. Vì thế, gia chủ cần quan tâm đến việc thay chân hương sao cho bàn thờ luôn sạch sẽ, thông thoáng nhất. Những nén hương nghi ngút hương khói vừa thể hiện sự thành tâm với ông bà tổ tiên, vừa thể hiện mong muốn về cuộc sống tốt đẹp, hướng thiện. Không những thế, mùi thơm thoang thoảng của hương trầm còn giúp tâm hồn con người được thanh lọc, thanh tịnh hơn rất nhiều. Vậy trên ban thờ trong một gia đình thường thờ những ai? Tài lộc của mỗi người thường được chia ra các nguồn sau: lộc từ gia tiên, tức phần mộ, nhà thờ họ, thờ chi; lộc từ đất, nhà đang ở và thờ cúng tại đất đó; lộc từ bản mệnh, lộc từ người hợp mệnh. Ngoài ra còn có lộc từ thiên, Phật, Thánh. Đó là lý do để giải thích rằng nhiều người không có học vấn, không giỏi mà vẫn giàu là ăn lộc từ thờ cúng và phần âm. Từ đó, người xưa quan niệm rằng trong việc thờ cúng cũng như bài trí bàn thờ gia tiên có thể chia làm 3 cấp bậc dưới đây. Thờ Phật, nhiều gia đình vẫn thờ Phật để cầu mong sự bình an đến với gia chủ, hóa giải mọi tai ương hướng về cõi niết bàn. Thờ Thần, bao gồm các vị thần giúp cho mỗi gia đình được yên ổn như thổ công, long mạch, thần tài lộc, tiền chủ, hậu chủ. Thờ gia tiên, tiền tổ, chính là thờ những người đã khuất, thế hệ đi trước trong gia đình, dòng họ của mình. Thờ gia tiên là tập tục đã có từ rất lâu, làm nên nét văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn cho con dân Việt. Ngoài ra còn mang ý nghĩa bày tỏ tâm nguyện nhận được sự phù hộ, độ trì, che chở, bảo vệ của gia tiên dành cho con cháu. Vì vậy, để bàn thờ phụng được trọn vẹn, mỗi gia đình nên có ít nhất 2 ban thờ. Bàn thờ gia tiên nên có mấy bát hương? Với một gia đình thông thường thì việc thờ cúng các quan là thổ công, thổ địa, long mạch, táo quân, thần đất, ngũ phương, ngũ thổ, phúc đức tôn thần, ngài tiền hậu, địa chủ, tài thần. Sau đó là thờ gia tiên, tiền tổ, cụ kỵ ông bà và bà cô, ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu của dòng họ. Vì thế, 2 ban thờ trong một gia đình gồm có ban thờ Phật có 1 bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên nhưng lại phải có 3 bát hương. Bát ở giữa to nhất, cao nhất là thờ các quan. Bát bên phải khi đứng nhìn vào bàn thờ
là thờ gia tiên tiền tổ cụ vị ông bà. Bác bên trái khi đứng nhìn vào ban thờ là thờ bà cô ông Mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu. Dù đã tìm ra câu trả lời là bàn thờ gia tiên có mấy bát hương, vẫn có người phân vân rằng nếu nhiều gia đình chỉ thờ chung các vị ở trên vào có một bát, nhiều nhà là con thứ cũng chỉ thờ có một bát hương các quan thần linh, có đúng không? Ban thờ tốt nhất cho một nhà là nên đủ ba bát hương. Vì trong những ngày Tết, Giỗ, mùng 1, ngày rằm, khi cúng, chúng ta đều mời đầy đủ các vị về, mà bát hương là nơi để các vị ngự. Nếu đặt chung một bát hương có nghĩa là các vị phải ngự chung một bát hương là không đúng ngôi thứ, chồng lấn lên nhau. Bát hương của các quan thì gia tiên không thể ngự cùng. Nếu chỉ đặt một bát hương thì gia tiên về không có chỗ ngự, thì con cháu xin lộc, xin công danh, xin bình an vân vân thì gia tiên cũng không cho. Là con thứ cũng như con trưởng đều được gia tiên cho lộc. Nếu nghĩ là con thứ mà không đặt đủ bát hương để các cụ về ngự thì làm sao các cụ phù hộ cho. Ban thờ Phật gồm một bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ trung thần và gia tiên, nhưng lại phải có ba bát hương. Ngoài bát hương thần linh và gia tiên, bạn cần có thêm bát hương riêng cho bà cô tổ. Đây chính là người đại diện giữa thần linh và gia tiên của mỗi gia đình. Như đã nói ở phần trên, việc bài trí và thờ cúng được chia làm 3 cấp bậc. Vì vậy, việc đặt bát hương cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định và cũng có sự phân chia cấp bậc. Bàn thờ Phật tổ ở bậc cao nhất, tiếp theo là đến các vị thần linh và cuối cùng là gia tiên. Hiện nay, việc thờ Phật phổ biến nhất là ban thờ Phật có riêng một bát hương, không cần to nhưng phải cao hơn cả. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.